Thời đại xung đột, hay còn được gọi là Onai, dựa trên tên gọi của thời đại trên Terra trong lịch sử của nhân loại cũ hơn. Đây là một thời kỳ khải huyền và phân rã cao của lịch sử nhân loại, bắt đầu từ thiên niên kỷ thứ 20 năm và kết thúc vào thiên niên kỷ thứ 30 với sự ra đời của đế chế nhân loại. Đây là thời điểm nền văn minh vĩ đại giữa các vì sao của con người được tạo ra trong thời kỳ hoàng kim của thời đại công nghệ đã sụp đổ và cô lập trong các chiến tranh liên miên, dịch bệnh, đột biến tràn lan, nạn đói và hàng trăm thứ thảm họa khủng khiếp khác ngập tràn. Theo lịch sử chính thức của nhân loại, các chi tiết về ngày tháng chính xác của thời đại xung đột không được biết tới. Điều này là do dữ liệu đã bị mất trong một khoảng thời gian dài hoặc tới từ sự kiểm duyệt thông tin của đế chế sau này. Nhiều cơ quan của đế chế đã tìm cách ngăn cản người dân tìm hiểu về các sự kiện xoay cơ không được kiểm soát và cuộc xâm nhập của Demon Chaos ảnh hưởng tới thế giới của loài người trong thời kỳ đó. Để chấm dứt nỗi kinh hoàng và những mất mát của nhân loại, Hoàng đế đã xuất hiện và thống nhất toàn bộ nhân loại dưới sự cai trị khai sáng của Ngài, bắt đầu từ nền tảng Terra vào cuối thiên niên kỷ thứ 29. Cũng chính số lượng đau thương và chết chóc trong thời đại xung đột đã định hình nên nền văn hóa của nhân loại sau này. Nó tạo thành sự không khoan dung đối với người ngoài và lòng căm thù sâu xa của người dân đối với Cycle, người đột biến và người ngoài hành tinh. Cùng với đó là chứng sợ công nghệ tối tân của thời đại đen tối dẫn tới sự lạc hậu, chậm tiến và sự chững lại trong sự tiến bộ khoa học và công nghệ về sau khiến nhân loại ngày càng bị tụt lùi. Để nói về thời đại xung đột thì chúng ta sẽ cần phải hiểu chuyện gì đã xảy ra trong thời đại cũ hơn, đó là thời đại công nghệ đen tối. Mọi người có thể click vào link trong phần mô tả video hoặc trên góc màn hình để xem lại nhé. Mình có thể nói sơ qua rằng đây là thời kỳ phát triển công nghệ vượt bậc của nhân loại diễn ra vào khoảng thiên niên kỷ thứ 10 năm tới thiên niên kỷ thứ 20 năm khi nhân loại đạt tới nền văn minh giữa các vì sao. Nơi tạo ra những công nghệ máy móc tối tân không tưởng, vượt mọi rào cản và đưa nhân loại tiến vào thiên hà, nhưng nó cũng để lại nhiều hậu quả nghiêm trọng với sự tạo phản của trí tuệ nhân tạo và sự bùng phát của các dị nhân tâm linh. Cùng với đó là những cơn bão Warp lớn diễn ra trên diện rộng làm cô lập hoàn toàn các hành tinh. Đây là dấu hiệu của đế chế người Elda đang trên đà suy tàn khi mà một vị thần Chaos mới đang chuẩn bị được khai sinh. Các Cycle cũng bùng phát một cách đột ngột với số lượng lớn không thể kiểm soát. Nhiều nơi thì săn lùng truy sát như phù thủy, những nơi khác thì lại chấp nhận được bảo vệ. Sự không khoan dung đối với các Cycle đã khiến cho nhiều thế giới của con người sụp đổ và nằm trong sự thống trị của Demon. Những thực thể trong Warp đã tận dụng các Cycle làm các cánh cổng để xâm chiếm thế giới thực. Chỉ có những thế giới quản lý các Cycle nghiêm ngặt thì mới có thể tồn tại qua cơn sóng gió này. Nhưng khi này, vấn nạn Cycle vẫn không phải là tâm điểm duy nhất mà khắp nơi còn diễn ra thêm thực trạng hỗn loạn và nội chiến giữa các vì sao. Những vũ khí hủy diệt khủng khiếp trong thời đại công nghệ được tung ra tàn phá nhiều thuộc địa của nhân loại và biến những thế giới xanh tươi một thời như bò và các mặt trăng song sinh của nó thành những hành tinh chứa đầy phóng xạ. Nhiều thế giới thuộc địa của con người bị cô lập và dễ bị tổn hại đã trở thành những con mồi béo bở của những kẻ thù ngoại lai, điển hình là loài Orc. Terra và hệ mặt trời khi này đã bị bao vây bởi những cơn bão Warp khủng khiếp, cô lập Terra và phần còn lại của thiên hà. Quyền kiểm soát hệ mặt trời liên tục được thay đổi giữa Terra và sao Hỏa. Đến thiên niên kỷ thứ 28, hầu hết mọi dấu vết của nền văn minh kỹ thuật tiên tiến trên Terra đều đã biến mất. Các quốc gia trên Terra được cai trị bởi những bạo chúa tàn bạo. Terra trở thành một chiến trường được tranh giành bởi các lãnh chúa và đám người Techno-Barbarian. Và chuyện này đã kéo dài mãi cho tới khi một nhân vật kiệt xuất của nhân loại xuất hiện. Với sao Hỏa thì đã phải trải qua một sự biến đổi mới. Sau một thời gian hỗn loạn ở cuối thời đại công nghệ, hệ sinh thái của cả sao Hỏa đã bị hủy diệt. Các Tech Pri của Mechanicum cổ đại đã chiến thắng được các dị nhân Cycle và trí tuệ nhân tạo hung hãn. Họ dần dần thống trị được hành tinh. Sau đó, các Tech Pri đã đến thăm Terra và kinh hoàng trước sự hủy diệt và tình trạng hỗn loạn đang ngự trị tại đó và gần như không thể cứu vãn được. Người sao Hỏa bắt đầu nghiên cứu Warp và tìm ra những vùng không gian tạm lắng trong những cơn bão Warp dữ dội. Đồng thời các cỗ máy chiến đấu robot khổng lồ được gọi là Titan cũng đã được tạo ra để bảo vệ sao Hỏa. Trong 1000 năm, họ đã theo dõi và chờ đợi bất kỳ khi nào cơn bão Warp tạm lắng xuống một nhịp thì ngay lập tức sẽ có một đoàn thám hiểm được gửi đi, bao gồm nhiều linh mục công nghệ và các quân đoàn Titan. Trong số các cuộc thám hiểm này,
thì một số đã mất tích trong Warp, một số đã thiệt hại ở những thế giới xa xôi, nhưng những người khác đã thành công thì họ đã lập được ra một bản sao công nghiệp của sao Hỏa. Các thế giới bên ngoài hệ mặt trời gần như là không được biết tới khi các hệ thống di chuyển và thông tin liên lạc đã bị cắt đứt hoàn toàn. Nó chỉ được khám phá và biết tới trở lại khi mà thời đại đế chế bắt đầu. Cuối cùng, giữa đống đổ nát của Terra, một nhà lãnh đạo và cũng là một Psyker vô cùng mạnh mẽ của con người, được biết tới với cái tên là Hoàng đế nhân loại, đã dự đoán rằng sự ra đời của một vị thần hỗn mang mới đang tới gần. Ngài bắt đầu tăng tốc chuẩn bị cho sự kiện thay đổi lịch sử này từ thời đại xung đột. Hoàng đế đã không hài lòng với việc hướng dẫn nhân loại từ trong bóng tối dưới vô số danh tính khác nhau. Ngài tin rằng nếu nhân loại muốn tồn tại thì Ngài sẽ phải tự mình chịu trách nhiệm về vận mệnh của con người một cách công khai và khuất phục. Trong những phòng thí nghiệm gen dưới lòng đất, Hoàng đế bắt đầu thí nghiệm các mã di truyền của con người. Thông qua những hành động dũng cảm và sức hút cá nhân của chính mình, Hoàng đế đã tuyển mộ những kẻ man dợ sống lang thang trên bề mặt Terra và biến đổi gen của họ, hình thành nên những chiến binh sấm sét đầu tiên, những siêu chiến binh của thời đại mới. Khi Ngài đã tập hợp đủ lực lượng quân sự, Hoàng đế bắt đầu chinh phục Terra và sau đó là mặt trăng. Ngay cả trước khi hoàn thành cuộc chiến tranh thống nhất, Ngài cũng đã bắt đầu khởi xướng dự án lớn về kỹ thuật di truyền cần thiết để tạo ra các Primarch bằng ADN của chính mình. Cuối cùng thì Sarnet cũng đã ra đời trong khoảng thiên niên kỷ thứ 29 và kèm với đó là sự sụp đổ của đế chế người Elda. Các cơn bão Warp tàn phá từ lâu cũng bắt đầu tan rã, đánh dấu thời đại xung đột chấm dứt. Đây chính là thời điểm Hoàng đế đã chuẩn bị từ rất lâu để hành động. Đó là một kế hoạch thống nhất nhân loại dưới sự cai trị và dẫn dắt của mình. Với sự lên ngôi của Hoàng đế và thành lập đế chế nhân loại, cùng với một liên minh chính trị và quân sự giữa Terra và Sao Hỏa, thời đại xung đột chính thức chấm dứt, mở ra một thời đại mới cho con người, thời đại của đế chế nhân loại bắt đầu. Thời đại xung đột, nó đã có tác động to lớn đến nền văn minh của nhân loại, vì nó là một thời kỳ hủy hoại và đánh mất nhiều di sản vượt bậc của con người đã đạt được trước đó, phần lớn đã không thể cứu vãn. Việc mất hệ thống STC được coi là một thiệt hại nghiêm trọng nhất và cũng là một trở ngại nghiêm trọng đối với tiến bộ khoa học và công nghệ của đế chế sau này. Adeptus Mechanicus luôn coi STC là vật phẩm thần thánh của thần máy móc và không ngừng tìm kiếm tàn tích của hệ thống STC. Mặc dù nhiều thông tin đã mất được khôi phục lại nhờ nỗ lực của Mechanicus, nhưng bằng cách tập trung mọi nỗ lực cho công việc khôi phục kiến thức từ cơ sở dữ liệu STC cổ đại và dành ít năng lượng cho việc nghiên cứu và phát triển khoa học cơ bản, nhân loại tiến bộ chỉ bằng tốc độ ốc sên về mặt công nghệ và nhiều lĩnh vực đã hoàn toàn bị thụt lùi. Điều này càng phức tạp hơn khi tập trung tất cả kiến thức khoa học và kỹ thuật của con người vào tay cơ chế thần quyền và bí mật, ngăn chặn việc phổ biến khoa học và công nghệ đã biết trên khắp thiên hà có thể đẩy nhanh quá trình đổi mới. Nhân loại nói chung trở nên mê tín hơn và không tin tưởng vào công nghệ tiên tiến cũng như những điều chưa biết vì vô số điều kinh hoàng xảy ra trong thời đại xung đột. Đây là một đặc điểm mà chính phủ đế chế hết sức khuyến khích. Người dân của đế chế dần dần không còn tin tưởng vào dị nhân, người ngoài hành tinh và cả các Psyker. Sự ngờ vực này ăn sâu đến mức đế chế có hẳn những lực lượng và các tổ chức hùng mạnh được gọi chung là Inquisition, chuyên đi tìm kiếm và tiêu diệt tất cả những người ngoài hành tinh, Demon, dị nhân, Psyker trái phép và dị giáo, bất kỳ ai được coi là lạc khỏi các học thuyết chính thức của tín ngưỡng hoàng gia. Bất chấp sự nghi ngờ chung của con người đối với các Psyker, thì họ vẫn thực hiện nhiều chức năng quan trọng đối với nhân loại. Đáng chú ý nhất là việc duy trì và cung cấp năng lượng cho đèn tín hiệu thiên văn, liên lạc và điều hướng giữa các vì sao. Một đế chế của nhân loại với những khắc nghiệt và độc đoán chính là hậu quả của một thời kỳ có những nỗi đau và mất mát là quá lớn. Nhân loại có thể cận kề với sự tuyệt chủng, đó vừa là một phản ứng tự nhiên, cũng vừa là một điều cần thiết để nhân loại tiếp tục tồn tại và vươn lên thống trị thiên hà. Thời đại xung đột là một nốt trầm trong lịch sử phát triển bùng nổ của nhân loại. Đây là một khoảng thời gian tàn phá, vô chính phủ và thoái trào của sự thịnh vượng mà thời đại công nghệ mang tới. Có rất nhiều yếu tố dẫn tới sự hủy hoại của thời đại xung đột, nhưng có 3 yếu tố chính là chủ chốt. Đó là sự nổi dậy của trí tuệ nhân tạo, nó là yếu tố sớm nhất. Sau đó là sự xuất hiện đột ngột của nhiều Psyker trên mọi thế giới. Và cuối cùng là sự hoạt động của những cơn bão Warp lớn cô lập các thế giới. Cả 3 yếu tố này đã đan xen với nhau và làm thời đại công nghệ kết thúc một cách thảm khốc. Với sự điên loạn lan rộng,
sự chiếm hữu của các demon và chiến tranh giữa những người đột biến diễn ra khắp thế giới loài người. Đó là những gì mình muốn chia sẻ về thời đại xung đột, một trong những sự tàn phá to lớn trong lịch sử của nhân loại. Còn điều gì về thời đại này mà mình chưa đề cập tới nữa không? Hãy comment cho mọi người cùng biết nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.